Triều Tiên sở hữu vũ khí khủng khiếp hơn cả vũ khí hạt nhân. Máy bay quân sự Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không Mỹ. Ukraine tuyên bố cầu Crimea sẽ bị phá hủy năm 2024. Nhà báo nổi tiếng Mỹ xác nhận đến Nga phỏng vấn Tổng thống Putin. Israel tấn công tên lửa vào mục tiêu quân sự tại Syria. Sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đang là một trong những đề tài nóng bỏng của cộng đồng quốc tế kể từ khi nước này thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân vào đầu thập kỷ 2000. Triều Tiên luôn khẳng định nước này sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, với số lượng hơn 20.000 người và được huấn luyện bài bản, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên được cho là còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân của nước này và đội quân này càng được chú ý trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên là một trong những quốc gia có quân đội đông đảo nhất trên thế giới với khoảng 1,3 triệu binh sĩ trong dịch vụ quân sự. Tuy nhiên, phần lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của quân đội nhân dân Triều Tiên vẫn phụ thuộc vào các thiết bị được cung cấp từ Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Do đó, khó có thể cạnh tranh với các thiết bị hiện đại hơn từ các đối thủ như Mỹ và Hàn Quốc. Theo tờ The National Interest, để bù đắp khoảng cách này, Triều Tiên đã xây dựng một lực lượng đặc nhiệm rất ấn tượng, có khả năng tiến hành giao tranh bất đối xứng trước các đối thủ được trang bị tốt hơn. Kể từ đầu những năm 1960, Triều Tiên đã áp dụng chính sách quốc phòng được gọi là nguyên tắc quân sự 4 điểm, trong đó bao gồm một hướng dẫn về việc hiện đại hóa quân đội, tập trung vào các lĩnh vực mang lại lợi ích chiến lược cao nhất với chi phí thấp nhất. Chính sách này đặt trong bối cảnh bị trừng phạt, cấm vận đã thúc đẩy Triều Tiên ưu tiên đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm ngay từ những năm 1966. Trong giai đoạn 1966 đến 1969, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên được cho là đã nhiều lần xâm nhập vào khu phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và gây ra nhiều thiệt hại cho binh sĩ Mỹ và binh sĩ Hàn Quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên có tới 200.000 binh sĩ là một trong những đội quân đặc nhiệm đồng nhất thế giới và được huấn luyện bài bản. Trang 1945 nhận định rằng lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên thậm chí còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân của nước này. Hồi tháng 5 năm 2013, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên nằm trong số các lực lượng được huấn luyện cao nhất, được trang bị tốt nhất, được ăn uống tốt nhất và có động lực cao nhất trong quân đội Triều Tiên. Lực lượng này có 5 nhiệm vụ chính, đó là trinh sát, thực hiện các hoạt động chiến đấu kết hợp với các hoạt động thông thường, thiết lập mặt trận thứ hai ở hậu phương của đối thủ, chống lại lực lượng hoạt động đặc biệt của đối thủ ở hậu phương của Triều Tiên và duy trì an ninh nội bộ. Lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên được tổ chức thành nhiều lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ và lực lượng bắn tỉa, phân bố rộng rãi trong lục quân, hải quân, không quân và tổng cục trinh sát là cơ quan tình báo của quân đội Triều Tiên. Gần đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp của nước này để xác định Hàn Quốc là quốc gia đối đầu chính và thường xuyên phát đi những cảnh báo về giao tranh, gây ra lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng nếu xảy ra xung đột, quân đội Triều Tiên sẽ triển khai toàn bộ lực lượng đặc nhiệm để tận dụng chiến thuật bất đối xứng, với hy vọng đạt được ưu thế sớm có thể quyết định giúp chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng và có lợi cho Triều Tiên các chuyên gia cho rằng khi đó lực lượng này sẽ nhanh chóng băng qua khu phi quân sự xâm nhập vào hàn quốc bằng cả đường bộ đường biển và trực thăng khi sử dụng lực lượng đặc nhiệm quân đội triều tiên có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực phía sau chiến tuyến có thể nằm sâu trong lãnh thổ hàn quốc lực lượng đặc nhiệm triều tiên có thể tập trung vào tấn công cơ sở hạ tầng và nhân sự của hàn quốc lực lượng đặc nhiệm có thể sẽ ưu tiên kiểm soát và loại bỏ các mục tiêu quân sự quan trọng bao gồm sân bay căn cứ hải quân cơ sở cảng kho chứa nhiên liệu và các địa điểm phục tên lửa Lực lượng đặc nhiệm cũng đóng vai trò ngăn chặn quân tiếp viện và vật tư quân sự mà nước ngoài về trợ cho đối phương. Thông thường, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên sẽ hoạt động trong trang phục dân sự, có thể sử dụng quân phục của đối phương. Điều này giúp họ có khả năng hòa nhập tốt vào môi trường sân thường hoặc lực lượng đối phương và cũng làm cho họ khó bị phát hiện khi di chuyển bí mật. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm của Bình Nhưỡng thường hoạt động với quy mô đơn vị nhỏ. Thường chỉ từ 3 đến 5 thành viên, mỗi đơn vị chỉ được trang bị một số lượng thiết bị hạn chế, bao gồm súng trường tấn công như AK-47 hoặc M-16, một số lựu đạn cầm tay, dụng cụ phá hủy và bệ phóng kết. Điều này giúp họ tận dụng lợi thế tương tự như xung đột du kích. Theo The National Interest, nếu sao tranh thực sự xảy ra trên bãi đảo Triều Tiên, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên sẽ là một nhân tố cực kỳ đáng gờm và cái giá của cuộc chiến sẽ là rất lớn nếu lực lượng này kết hợp cùng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Triều Tiên đang sở hữu. Ngày 6 tháng 2, nhà báo nổi tiếng Mỹ Tucker Carlson xác nhận ông sẽ phỏng vấn tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Ukraine và đăng trên mạng xã hội X mà không bị kiểm duyệt. Trong video nhận được hơn 260.000 lượt thích, nhà báo Mỹ đã lập luận rằng hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây đều tham nhũng và lừa gạt độc giả cũng như khán giả, chủ yếu là do thiếu sót. Theo ông Carlson, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022, các cơ quan truyền thông Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng không có nỗ lực nào để trao đổi với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Carlson cho biết, hầu hết người dân ở các nước nói tiếng Anh đều không biết sự thật và về những diễn biến làm thay đổi lịch sử. Ông còn khuyến khích người Mỹ theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội X với nội dung không chịu kiểm duyệt hoặc phải trả tiền. Cho đến thời điểm hiện tại, điện Kremlin chưa khẳng định hoặc phủ định về kế hoạch liên quan đến cuộc phỏng vấn giữa nhà báo Carlson và tổng thống Putin. Phía Điện Kremlin chỉ chia sẻ với các phóng viên rằng những sự kiện như vậy sẽ được công bố đầy đủ trong thời gian thích hợp. Lần cuối cùng ông Putin trả lời phỏng vấn các nhà báo nước ngoài là vào tháng 11 năm 2023 với tờ báo Kazakhstan Kaya Pravda trước chuyến thăm quốc gia Trung Á này. Hồi tháng 10 năm 2023, ông trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Putin đã không trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây trong hơn 2 năm. Cuộc phỏng vấn gần đây nhất của ông Putin với một nhà báo phương Tây là vào tháng 10 năm 2021, khi ông nói chuyện với người dẫn chương trình của kênh truyền hình Mỹ CNBC, Hadley Campbell, bên lề phiên họp toàn thể của Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga. Ông Carlson là người dẫn chương trình truyền hình cáp buổi tối có tỷ lệ xem cao nhất ở Mỹ trước khi ông bị kênh Fox sa thải vào tháng 4 năm ngoái mà không có lời giải thích. Kể từ tháng 6 năm 2022, sau khi chia tay kênh Fox ông Can đã thực hiện chương trình riêng trên mạng xã hội X về nhiều chủ đề. Theo ông Can chủ sở hữu của X là tỷ phú Elon Musk đã cam kết không kiểm duyệt cuộc phỏng vấn với Tổng thống Putin khi nó được đăng trên nền tảng này. Kênh RT của Nga cho biết tỷ phú Musk ủng hộ hòa bình ở Ukraine, đồng thời liên tục cảnh báo Washington không nên kích động xung đột trực tiếp với Moscow. Mặc dù tỷ phú Musk cung cấp cho Ukraine quyền truy cập miễn phí vào dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX, ông đã từ chối kích hoạt hệ thống gần Crimea vì quan ngại Kiev sử dụng nó để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào hạm đội Nga. Vào tháng 9 năm 2023, tỷ phú Musk cho rằng làm như vậy sẽ khiến công ty của ông đồng loạt trong một hành động leo thang giao tranh và xung đột lớn. Trước đó, nhiều người dùng mạng xã hội X ở Mỹ đã chỉ trích chuyến thăm Nga của nhà báo Tucker Carlson, thậm chí đề xuất cấm ông quay trở lại Mỹ. Một nhà báo Mỹ khác tên là Brian Krasenstein nói rằng ý tưởng cấm Carlson về nước mâu thuẫn với các nguyên tắc báo chí và tự do thông tin. Ông nói, gửi những người kêu gọi cấm Tucker Carlson về nước nếu ông phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu bạn quan tâm đến quyền tự do, bạn sẽ không kêu gọi điều đó. Tỷ phú Musk cũng trích dẫn bài đăng của Krasenstein và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Sáng 7 tháng 2, lực lượng không quân Ukraine đưa ra cảnh báo không kích ở hàng loạt tỉnh phía đông và phía nam do nguy cơ Nga phóng tên lửa sau khi hàng loạt máy bay ném bom Tu-92 cất cánh. Lực lượng không quân cho biết thêm cảnh báo không kích được đưa ra do mối đe dọa phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95 và mối nguy hiểm tên lửa mà nó gây ra. Cơ quan này nói, đừng bỏ qua những cảnh báo về cuộc không kích, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi của tình hình sau. Trước đó, đêm mùng 6, dạng sáng mùng 7 tháng 2, không quân Ukraine báo cáo về việc một số máy bay ném bom Tu-95 cất cánh từ sân bay Olenia ở Murmansk Oblast, Nga. Theo quân đội, thời gian dự kiến đến đường phóng là khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 2. Lực lượng vũ trang kêu gọi người dân theo dõi báo cáo của họ và trong trường hợp có cảnh báo không kích được đưa ra, hãy đi đến nơi trú ẩn. Sau đó, đến tầm 5-6 giờ sáng ngày 7 tháng 2, người dân nghe thấy hàng loạt vụ nổ ở thành phố Kharkov và tỉnh Chekasy, trong khi tên lửa di chuyển qua các tỉnh phía Tây. Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov đã thông tin về điều này và không quân cho biết thêm thành phố Kharkov đang là mục tiêu tấn công của vũ khí đạn đạo. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kharkov, Ông Oleksiy Hubov báo cáo rằng quân đội Nga đã tấn công tỉnh Kharkov ít nhất 4 lần. Theo ông Shinye Hubov, các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng các vụ tấn công đã được ghi nhận ở quận Sloboda của thành phố Kharkov. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng phi dân cư nhưng không có thương vong. Trong khi đó, Ukraine cũng phát hiện tên lửa Nga đang hướng về phía Tây. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Lviv báo cáo rằng vụ nổ đã xảy ra ở thị trấn Drohobych, tỉnh Lviv. Các tên lửa được phát hiện ở phía bắc Kherson Oblast hướng về phía tây. Một số nhóm tên lửa di chuyển dọc biên giới tỉnh Chernihiv và Poltava hướng về phía tây nam. Ngày 7 tháng 2, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết Nga đã phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine, gây ra nhiều vụ nổ và khiến một phần thủ đô Kiev mất điện. Ông thông báo, nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố. Lực lượng phòng không đang chiến đấu, đừng rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động. Các mảnh vỡ tên lửa đã làm hỏng hai đường điện cao thế, khiến một số khu vực ở thủ đô bị mất điện. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã thực hiện nhiều cuộc phóng tên lửa trong vài giờ với mục tiêu là Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không đã được kích hoạt trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine sau khi quân đội của họ phát hiện ít nhất 9 máy bay chiến đấu chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 29 tên lửa hành trình TH-101-555, phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-22, 3 tên lửa hành trình Calib phóng từ tàu chiến, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 5 tên lửa phòng không S-300 hoán cải và 20 máy bay không người lái cảm tử kiểu xa 136 trên 131 trong đợt tập kích. Cơ quan này cho hay các đơn vị phòng không đã đánh chặn 44 mục tiêu gồm 26 tên lửa hành trình KH-101 trên 555, 3 quả đạn Calib và 15 máy bay không người lái cảm tử. Tỉnh trưởng Kharkov, ông Ole Sunehubov cho biết, hạ tầng phi dân sự tại thủ phủ cùng tên đã bị tên lửa tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đồng thời, một loạt tiếng nổ đã được nghe thấy tại tỉnh Mykolai ở miền Nam, Kamenitsky và Cherkesy ở miền Trung, tỉnh Lviv và thành phố ivano franki ở miền Tây của Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga từ cuối năm 2023 tăng cường không kích Ukraine bằng nhiều loại tên lửa hành trình, nhắm mục tiêu vào các cơ sở lưu trữ và sản xuất vũ khí, đạn dược của đối phương, trong bối cảnh nguồn viện trợ dành cho Kiev từ phương Tây sụt giảm đáng kể so với thời gian trước đây. Hồi tháng 1, không quân Ukraine thông báo thiếu hụt tên lửa phòng không do đã sử dụng lượng lớn đạn dự trữ để đối phó với loạt đợt tấn công của Nga. Ngoài ra, họ cũng thừa nhận không thể tích trữ nhiều đạn dược vì lý do ngại tình báo Nga phát hiện và tấn công. Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết về thiệt hại. Phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ông Vadim Skibitsky, nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Gần đây, Ukraine thông báo tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Kiev lý giải rằng Moscow phóng lượng tên lửa đạn đạo khiến phòng không nước này khó đánh chặn hơn. Có vai trò thực tế và biểu tượng quan trọng từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, cây cầu nối từ Nga tới bán đảo Crimea đã liên tục hứng chịu các cuộc tập kích được cho là do Ukraine tiến hành. Mới đây, chỉ huy hải quân Ukraine Phó đô đốc Alexei Nepapa đã tuyên bố rằng cây cầu Krulm nối bán đảo Krulm của Nga với vùng Krasnodar sẽ bị phá hủy vào năm 2024. Ông cho biết bản thân biết cách phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng này của Nga. Đề cập đến thời điểm chính xác cây cầu dài nhất châu Âu sẽ bị sập. Phó Đô đốc Alexei Nepapa chia sẻ, Tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải đợi lâu, chắc chắn là trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo rằng, việc tái kiểm soát bán đảo Crimea sẽ là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch quân sự của Kiev trong năm 2024. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc tăng cường tấn công vào Crimea và cô lập bán đảo bằng cách phá hủy cây cầu cách sẽ là một phần của chiến lược. Zelensky đã một lần nữa đề xuất việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức dù cho trước đó berlin từ chối cung cấp vũ khí này cho ukraine ông zelensky cũng phàn nàn rằng huy động nguồn lực cho xung đột từ xã hội ukraine và viện trợ của đồng minh phương tây đang thấp hơn nhiều so với giai đoạn đầu của cuộc chiến ukraine chỉ có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ phương tây trong một diễn biến liên quan sau khi thực hiện thành công một chiến dịch trên một trong những giàn khoan ở biển đen Lực lượng đặc nhiệm SOF của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành phá hủy một trạm radar và thiết bị hỗ trợ của Nga. Những thiết bị được cho là đã hỗ trợ cho các máy bay không người lái cảm tử của Nga trong các cuộc tấn công vào miền nam Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm SOF tuyên bố những người điều hành trung tâm hải quân số 73 của SOF đã tiến hành một hoạt động rất phức tạp và hiệu quả ở biển đen gần bờ biển Crimea. Trước đó, các báo cáo tình báo đã chỉ ra rằng một trong những giàn khoan bị Nga kiểm soát gọi là tháp Boyko, một giàn khoan dầu và khí đốt chiến lược quan trọng nằm giữa Crimea và thành phố Odessa ở Biển Đen, đã được sử dụng để hỗ trợ Moscow tăng cường hoạt động của máy bay không người lái Moha 6 Cụ thể, người Nga được cho là đã lắp đặt thiết bị để nâng cao tầm vận hành và bán kính hoạt động của các UAV này người Nga đã sử dụng các UAV như vậy để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và sau đó tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử Sahet và các cơ sở hạ tầng quan trọng ở miền nam Ukraine. Ngoài ra, người Nga cũng đã lắp đặt một trạm radar để phát hiện vật thể trên mặt nước được gọi là Nevab trên giàn khoan này. Sử dụng radar này, quân đội Nga có thể theo dõi tình hình ở phía tây bắc của Biển Đen. Lực lượng đặc nhiệm SUF cho biết, hoạt động đặc biệt của họ gần đây diễn ra trong khu vực mà lực lượng hàng không và hạm đội Nga liên tục tuần tra. Vào buổi tối, các tàu thuộc Trung tâm Hải quân số 73 của SOF đã tiếp cận giàn khoan và đặt bom mìn. Sau đó, nhóm chiến thuật của Ukraine đã rời xa an toàn và kích nổ mục tiêu. SOF báo cáo rằng kết quả là thiết bị quan trọng của Nga đã bị thu giữ và cấu trúc chứa anten bị hủy hoại. SOF viết, Chiến dịch đặc biệt được tiến hành thành công, đảm bảo sự di chuyển của tàu an toàn hơn và hạn chế khả năng của Nga ở phía tây bắc Biển Đen. Sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, cầu Krum đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công từ tên lửa và máy bay không người lái của Hải quân Ukraine. Hồi tháng 10 năm 2022, một chiếc xe tải cho chất nổ đã phát nổ khi đang di chuyển qua cầu, khiến ba người thiệt mạng và làm hỏng cầu, dẫn đến việc phải mất nhiều tháng để tiến hành sửa chữa. Trong tháng 7 năm ngoái, cầu này lại tiếp tục bị tấn công bởi một chiếc xuồng không người lái, khiến hai người dân thường thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc tấn công là tàn bạo và không có ý nghĩa từ quan điểm quân sự, đồng thời giải thích rằng cây cầu Crimea không còn được sử dụng để vận chuyển trang thiết bị quân sự và đạn dược. Quán chức Hy Lạp mới đây đã tuyên bố rằng nước này không có kế hoạch gửi hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine. Theo thông tin từ truyền thông Hy Lạp tuần trước, có tin đồn rằng nước này sẽ chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa S-300 cùng với các hệ thống khác như TOR, OSA và ZU-232 kém đạn dược cho Ukraine theo đề xuất từ Mỹ. Đây là một trong những điều kiện để Washington chấp thuận việc bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho Athens. Tuy nhiên, phản hồi thông tin trên, ngày 6 tháng 2, người phát ngôn của chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis đã khẳng định vào rằng nước này sẽ không gửi bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không S300 nào cho Ukraina. Ông Pavlos Marinakis tuyên bố: "Cần hạn chế tin giả, đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích quốc gia và hình ảnh đất nước. Không có thỏa thuận nào như vậy, Hy Lạp không có ý định phá hoại năng lực phòng thủ của chính mình." Hiện tại các cơ quan từ Mỹ và Ukraine vẫn chưa có bình luận nào về các thông tin trên. Hệ thống phòng không S-300 được sản xuất bởi tổng công ty khoa học công nghiệp Armans của nga. S-300 được triển khai lần đầu vào năm 1979 nhằm mục đích bảo vệ các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận khỏi các cuộc tấn công từ trên không của đối phương. Vào những năm 1990, Nga đã tiến hành nâng cấp hệ thống phòng không S-300 lên tiêu chuẩn S-300 PMU, được NATO định danh là SA-10 Grumbly. Phiên bản mới nhất là S300 PMU-1 được cải thiện về tính di động, mở rộng phạm vi radar chiến đấu và tăng mức độ tự động hóa trong hệ thống. S300 PMU-1 được phát triển để tăng cường khả năng chống lại các loại máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ngoài các tên lửa 5V55R, hệ thống phòng không S300PMU1 còn có khả năng phóng hai loại tên lửa mới là 9M96E1 và 9M96E2, cả hai đều có trọng lượng lần lượt là 330 và 420 kg, với đầu đạn mang theo nặng khoảng 24 kg. 9M96E1 có tầm bắn là 40 km, trong khi 9M96E2 có tầm bắn là 120 km, cải tiến quan trọng của S300PMU1 là việc sử dụng loại đạn tên lửa 48N6 giúp mở rộng phạm vi tác chiến lên 150 km với tốc độ khoảng Mach 6 và đầu đạn HE nặng 70 đến 100 kg. Tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu di chuyển với tốc độ tối đa là Mach 8 ở độ cao từ 10 m đến 27 km. Hiện nay trên thế giới khoảng 20 quốc gia vùng lãnh thổ đã trang bị và triển khai hệ thống S300. Trong đó Nga là nước dẫn đầu về sở hữu loại vũ khí này. Dự kiến đến năm 2025, quân đội Nga sẽ thay thế toàn bộ số hệ thống S300 bằng các hệ thống S400, S500 và Pantsir S thế hệ mới có khả năng tiến công các mục tiêu ngoài đường chân trời, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình máy bay hiện đại và thiết bị gây nhiễu trong mọi điều kiện thời tiết. Việc cải tiến những phần cơ bản sẽ thực hiện từ các thiết bị điện tử của hệ thống, điều này sẽ cho phép hệ thống tên lửa có khả năng quan sát xa hơn, cao hơn và phản ứng linh hoạt hơn, mở rộng phạm vi và tầm bắn đến các mục tiêu trong vũ trụ. Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới sẽ được kết hợp với các yếu tố phòng thủ trên không, phòng thủ tên lửa và phòng thủ vũ trụ. Kế hoạch này đang được viện thiết kế Aman và phòng thiết kế chế tạo máy Faken của Nga thực hiện. Ukraine vừa công bố chính thức quyết định quốc hữu hóa tài sản dầu khí trị giá 500 triệu UAH, tương đương khoảng 13,32 triệu đô la Mỹ của nhà tài phiệt Nga Erua Kudenatov. Theo thông tin từ Tòa án chống tham nhũng cấp cao Ukraine HACC, đây là kết quả của một đơn kiện được Bộ Tư pháp nước này đệ trình liên quan đến việc quốc hữu hóa tài sản của Kudenatov, người trước đó đã bị tuyên bố trừng phạt. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Cơ quan An ninh Ukraine SSU theo tuyên bố của HACC, 100% cổ phần của Kudenatov trong Ali Ukraina. Oil Company LLC đã được thu hồi về Ukraina, ước tính trị giá khoảng 500 triệu UAH. Theo các tài liệu điều tra, nhà tài việt Kudenatov đã kiểm soát các công ty sầu mỏ tại Ukraina thông qua các công ty ngoại biên và các thực thể khác. Ông đã sử dụng cách quản lý này nhằm mục đích ngăn chặn việc quốc hữu hóa tài sản của mình tại Ukraina, đồng thời tạo ra lợi nhuận từ thị trường năng lượng ở khu vực Đông Âu. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Ukraine đã xác định được người thực sự được hưởng lợi từ công ty kinh doanh dầu mỏ Olaiz Ukraina Oil Company LLC. Cuộc điều tra đã xác định rằng tỷ phú Kurenatov là một trong những đại diện đáng tin cậy của Tổng thống Putin. Ông hiện phụ trách công ty dầu khí NK Group của Nga và từng là thành viên hội đồng quản trị của Rosneft, một doanh nghiệp có phần lớn thuộc sở hữu của chính phủ Nga. Theo SSU, các công ty này đều là nhà tài trợ chính cho chiến dịch quân sự của Điện Kremlin tại Ukraine. Họ được cáo buộc liên tục cung cấp nhiên liệu và dầu cho ngành công nghiệp quốc phòng cũng như các đơn vị quân sự của Nga, đồng thời chuyển hàng tỷ rúp vào ngân hàng của Moscow hàng tháng. Do đó, cuộc điều tra đang diễn ra đối với nhà tại Việt Nga này. Theo thủ tục tố tụng hình sự do các điều tra viên của SSU đưa ra theo phần 4 Điều 1102 của Bộ Luật Hình sự Ukraine về các hành động tài trợ nhằm mục đích chống lại Ukraine, vào tháng 2 năm 2023, sau khi SSU đệ trình đơn kiện, Tòa án chống tham nhũng cấp cao của Ukraine đã suy trì yêu cầu của Bộ Tư pháp nước này về việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc sở hữu của một tỷ phú Nga khác, ông Oleg Diripaska, thành sở hữu nhà nước của Ukraine với tổng trị giá tài sản được chuyển sang Ukraine khoảng 10 tỷ UAH. Tên tuổi của ông trùm dầu mỏ Nga, Ekra Duratinov, ít nhận được sự chú ý so với các nhà tài phiệt Nga khác cho đến năm 2022, khi tên ông bất ngờ xuất hiện trong vụ kiện nhằm xác định nhà tài phiệt Nga là chủ nhân thật sự của siêu du thuyền Amadia trị giá 325 triệu đô la Mỹ bị Mỹ tuyên bố tịch thu. Các quan chức Mỹ cáo buộc rằng tỷ phú Kudanatov chỉ đóng vai trò thế thân. Họ khẳng định rằng du thuyền Amadia thực sự thuộc sở hữu của một trong những nhà tài phiệt giàu nhất nước nga, Suleiman Kerimov, người hiện đang bị phương tây trừng phạt. Ngoài ra, mỹ cũng đặt ra câu hỏi liệu ông Kudanatov có thể đang thay mặt cho chủ sở hữu của một chiếc du thuyền khác có trị giá cao hơn chiếc Suherasa trị giá 700 triệu đô la mỹ mà bị tịch thu ở vùng Tuscany, Italy sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Chủ nhân thực sự của con tàu này được cho là cũng là một trong những người bị phương Tây trừng phạt. Nhà chức trách Mỹ đã thừa nhận trong một biên bản điều tra rằng tỷ phú Nga Kudanatov cũng rất giàu có, nhưng họ không có bằng chứng đủ để tin rằng ông có nguồn lực tài chính để mua cả hai siêu du thuyền là Amadea và Stresara. Trước đó, nhà tài phiệt EQUA... Khu đai cho từng bị bất cứ quốc gia nào trừng phạt. Tuy nhiên sau đó, ông đã bị Liên minh châu Âu EU đưa vào danh sách đen với lý do ông hưởng lợi từ xuất nghiệp dầu mỏ hàng đầu của Nga. EU cáo buộc rằng vì doanh nhân này ngoài 60 tuổi đã được hưởng lợi từ chính phủ Nga và có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin. Ông cũng được cho là chủ sở hữu trên giấy tờ của cả hai du thuyền bị tịch thu như đã nêu ở trên. Mỹ gần đây đã phát hiện bốn máy bay quân sự Nga hiện diện trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Tuy nhiên, nước này không cho biết có điều tiêm kích giám sát hay không. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD cho biết, bốn máy bay quân sự Nga bị phát hiện và theo dõi khi hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Adit, Alaska vào hôm ngày 6 tháng 2. Các phi cơ luôn ở trên không phận quốc tế, không xâm phạm vùng trời của Mỹ và Alaska. Giới chức Mỹ không tiết lộ có điều tiêm kích giám sát nhóm phi cơ Nga hoạt động trong Adit hay không. Lần gần nhất máy bay quân sự Nga tiến vào Adit, Mỹ là hồi tháng 8 năm 2013. NORAD cho biết, các hoạt động này không bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Thông cáo quan đoạn, NORAD triển khai mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm vệ tinh, radar mặt đất và trên không, cũng như tiêm kích để giám sát và chuẩn bị hành động phù hợp. Chúng tôi luôn sẵn sàng triển khai nhiều phương án phản ứng để bảo vệ Bắc Mỹ. Hiện Bộ Quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin này. Vùng nhận dạng phòng không viết tắt là ADIZ có thể định nghĩa là một phạm vi vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi phương tiện bay dân sự đi qua vùng này phải nhận dạng xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Vùng nhận dạng phòng không không đồng nghĩa với vùng trời lãnh thổ quốc gia, không phận, nhưng do những đòi hỏi của nó được coi như khu vực tồn tại song hành với khu vực an ninh quốc phòng. Một vùng nhận dạng phòng không như thế thực chất là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh và vẫn được duy trì cho đến hôm nay. Ngoài Mỹ thì Ấn Độ, Nhật Bản, Na Uy, Pakistan, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc và Đài Loan thiết lập vùng nhận dạng phòng không này. Hiện nay không có một thỏa thuận quốc tế nào điều chỉnh vấn đề này các quốc gia không bị cấm hoặc cho phép một cách rõ ràng về việc thiết lập một vùng như vậy. Do đó, các quốc gia thiết lập dựa vào những lập luận của riêng mình để bảo chữa cho việc thiết lập chống. Cần phải nhấn mạnh rằng các vùng Adit có thể bao gồm những khu vực, những phạm vi nằm ngoài lãnh thổ vùng trời của các quốc gia, như có thể bao trùm lên vùng trời phía trên đặc quyền kinh tế. Chúng không thể được dùng để bảo chữa cho việc mở rộng lãnh thổ vùng trời. Tương tự nguyên tắc đất thống trị biển trong luật biển quốc tế. Phạm vi vùng Adit phải có sự gắn kết logic với lãnh thổ của quốc gia tuyên bố. Điều đó có nghĩa một quốc gia không thể mặc nhiên tuyên bố một khu vực vùng trời quốc tế nào đó đặt dưới sự kiểm soát của mình nếu không có cơ sở chứng minh chủ quyền của mình đối với những vùng lãnh thổ bên dưới đó. Cũng chính vì lý do đó, những vùng Adit như vậy không thể được thiết lập trên những vùng lãnh thổ đang có tranh chấp vì sẽ tạo ra căng thẳng, xung đột về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia liên quan. Kể từ năm 2007, phi cơ quân sự Nga liên tục tiến vào Adit, Alaska, khu vực kéo dài khoảng 200 hải lý ngoài khơi bờ biển phía tây bang này. Mỹ thường xuyên điều tiêm kích theo dõi, nhưng phi cơ Nga chưa từng xâm phạm không phận Mỹ. Hai bên tiến hành hoạt động tiếp cận, áp sát một cách chuyên nghiệp và an toàn. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel gần đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì con trai ông đăng bài trên mạng xã hội ám chỉ Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc bệnh Alzheimer. Cụ thể, hôm ngày 5 tháng 2, Suvaen Bin Gori, 18 tuổi, là con trai của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Istama Ben đã đăng trên mạng xã hội X rằng điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về Alzheimer. Bệnh thoái hóa não là nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy giảm nhận thức và chứng mất trí ở người lớn tuổi. Kèm theo đó là hình ảnh của Tổng thống Biden. Ngày 6 tháng 2, Bộ trưởng Ben đã lên tiếng xin lỗi về hành động của con trai. Ông gọi đây là một sai lầm nghiêm trọng và khẳng định ông kịch liệt phản đối bài đăng. Ông Ben viết, Mỹ là người bạn tuyệt vời của chúng tôi. Tổng thống Biden là người bạn của Israel. Dù không đồng ý với cách quản lý của ngài tổng thống, tôi không chấp nhận hành vi xúc phạm như vậy. Tôi xin lỗi vì bài đăng của con trai tôi. Sau tuyên bố của ông Ben Gvir, con trai ông cũng đã xóa bài đăng cũ và gửi thông điệp xin lỗi tới Tổng thống Biden. Ben Gvir đã đăng ảnh ông Biden lên mạng xã hội kèm dòng: Xin lỗi ngài tổng thống. Những ngày qua, Bộ trưởng Ben đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Biden sau khi Mỹ trừng phạt 4 người Israel sau khi bạo lực nhằm vào dân thường Palestine ở bờ Tây Leo Thang. Hồi tháng 12 năm 2023, ông Ben đã bày tỏ giận dữ vì Mỹ nhận định lời kêu gọi của ông về chuyển người Palestine ra khỏi giải Gaza là hành vi gây kích động và vô trách nhiệm. Ông Ben nói, chúng tôi đánh giá cao Mỹ, nhưng Israel không phải là ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ. Chiến dịch trả đũa Hamas tại giải Gaza của Israel đã bước sang tháng thứ tư. Theo cơ quan y tế giải Gaza, hơn 27.000 người tại đây đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã hạ khoảng 1.000 tay súng xâm nhập hồi đầu tháng 10 năm 2023 và 10.000 thành viên các nhóm vũ trang tại giải Gaza. Trong chiến dịch nhằm vào Hamas, Mỹ đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel, song cũng gây sức ép để nước này cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn tới giải Gaza. Mỹ cũng có thể đang dùng hỗ trợ vũ khí làm đòn bẩy để tạo áp lực buộc Israel cắt giảm cường độ chiến dịch trong khu vực. Trong ngày 6 tháng 2, Tổng thống Abdel Fattah NCC và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, cũng như việc viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở giải đất về địa trung hải này và thúc đẩy kế hoạch trao đổi người bị giam giữ do Israel và phong trào Hamas. Người phát ngôn phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy cho biết, trong cuộc gặp có sự tham gia của Ngoại trưởng Ai Cập Samet Sukri và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamen, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày 7 tháng 2, quân đội Syria có buộc Israel đã phóng tên lửa tấn công một số địa điểm ở tỉnh Homs. Trong khi đó, Truyền thông địa phương cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các tiền đồn của quân đội Syria và một căn cứ không quân trong khu vực. Syria tuyên bố phòng không nước này đã bắn rơi một số tên lửa, nhưng không nêu chi tiết về các mục tiêu bị tấn công. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, một nguồn tin quân sự tiết lộ đã có thương vong về người và Syria chịu thiệt hại về tài sản. Truyền thông nhà nước Syria chiếu cảnh xe cứu thương lao tới hiện trường vụ tấn công, cho thấy những tòa nhà bị đổ sập và nhiều mạch vỡ. Theo một nguồn tin tình báo quân sự. Các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Suirat và một số địa điểm ở ngoại ô Kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas nhằm vào Israel, Tel Aviv đã tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran và các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Syria. Cuối tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel thông báo máy bay nước này tập kích nhiều mục tiêu quân sự tại Syria. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo Tiêm kích Israel không kích các hạ tầng quân sự và nhiều tổ hợp súng cối thuộc về quân đội Syria nhằm đáp trả những vụ phóng rocket từ Syria vào Israel. Trước đó, IDF cho biết hai quả rocket phóng từ Syria vào lãnh thổ Israel rơi xuống khu vực trống. Lực lượng Israel pháo kích đáp trả nhằm vào vị trí phóng những quả rocket này. Trong nhiều năm qua, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu họ cho là có liên quan đến Iran ở Syria, nơi ảnh hưởng của Tehran ngày càng tăng kể từ khi nước này bắt đầu hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011. Trong hơn 10 năm xảy ra nội chiến ở Syria, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích, chủ yếu nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Israel bị cáo buộc đã tăng cường tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran và đồng minh ở Syria và Liên bang. Những người ủng hộ nhóm Hamas làm dấy lên lo ngại rằng giao tranh ở giải Gaza có thể lan rộng hơn nữa. Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công nhằm vào Syria. Tuy nhiên, Tel Aviv đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Iran đối thủ không độ trò chung với Israel, mở rộng sự hiện diện ở Syria. Ngày 7 tháng 1, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết nước này khẳng định sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được công nhận, đồng thời cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza chấm dứt. Trong vài năm qua, niềm hy vọng về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên được cho là bừng sáng hơn. Trước khi Israel khai chiến với tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine, hành động của Israel được xem là lời đáp trả đối với việc Hamas tấn công lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Trong chiến dịch quyết xóa sổ Hamas tại giải Gaza, Israel gặp phản ứng mạnh từ các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông, cũng như nhiều nước khác vì tình hình nhân đạo của người dân thường Palestine. Theo lời những nguồn thảo tin nói với Reuters từ tháng 10 năm 2023, Ả Rập Xê Út đã tạm dừng nỗ lực hòa giải với Israel khi căng thẳng Israel-Hamas leo thang. Dù đến nay, phản ứng này được đánh giá là tương đối chừng, ả rập xê út vẫn đứng về phía người hồi giáo palestine trong phần nội dung trao đổi với phía mỹ nêu trên phía ả rập nói rõ điều kiện hòa giải và lập quan hệ ngoại giao với israel là phải bao gồm chuyện công nhận một nhà nước palestine độc lập trong khi đó, ngày 5 tháng 2, theo kênh CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Ả Rập Xê Út, chạm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm thúc đẩy đề xuất về một đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel để đổi lấy việc phóng thích các con tin. Đây là chuyến công du thứ năm của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas-Israel bùng phát. Tại Riyadh, ông Blinken đã có cuộc gặp Thủ tướng Ả Rập Xê Út, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng nước chủ nhà, Hoàng thân Faisal bin Fahan al Saud. Sau đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ đến Egypt, Qatar và Israel nhằm thúc đẩy tiến triển đàm phán với Hamas về một sự thảo đề xuất cho một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Ưu tiên hàng đầu đối với Ngoại trưởng Blinken trong chuyến công du này là phát đi thông điệp rõ ràng và trực tiếp với các nước trong khu vực rằng Mỹ muốn chấm dứt tình trạng xung đột leo thang. Một năm sau ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng, cấp đi sinh mạng của hơn 53.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực khắc phục hậu quả, xây dựng lại cuộc sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn do cú sốc tâm lý, trong khi hàng trăm ngàn người vẫn đang phải ở tạm trong các căn lều và container. Ngày 6 tháng 2, hàng triệu người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất này. Sau giây phút mặc niệm lúc 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2, để đánh dấu thời điểm xảy ra trận động đất, những bông hoa cầm trướng được người dân Thổ Nhĩ Kỳ ném xuống sông và một sàn nhạc địa phương chơi một bài hát tưởng nhớ các nạn nhân. Để đánh dấu thảm họa thế kỷ, chính phủ đã sắp xếp một loạt sự kiện kỷ niệm một năm động đất ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số 11 tỉnh phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Hà Tây Nam giáp biển Địa Trung Hải và biên giới Syria là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra tháng 2 năm 2023. Người dân ở Addis Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc tuần hành im lặng qua tháp đồng hồ đã dừng lại ở thời khắc trận động đất xảy ra. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ tới Karaman Maras, tầm trấn của trận động đất để kiểm tra tiến độ sửa chữa, xây dựng lại thành phố và tái định cư cho hàng nghìn người vẫn còn sống trong lều tạm và các container. Ông cũng sẽ bàn giao những ngôi nhà đã hoàn thiện cho những người sống sót và sau đó dành thời gian còn lại trong tuần để đi thăm các thành phố khác trong vùng xảy ra động đất. Trong một bài chia sẻ trên mạng xã hội, ông Erdogan cho biết, sự mất mát tiếp tục đốt cháy trái tim chúng ta như ngày đầu tiên, đồng thời bày tỏ, "Cảm ơn Chúa, đất nước chúng ta đã vượt qua thử thách lịch sử và đau đớn này." Trước đó, đầu tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở phiên xét xử đầu tiên liên quan hoạt động xây dựng các tòa nhà bị đổ sập trong hai trận động đất lớn này. Phiên xét xử diễn ra ở thành phố Ajman, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, với 11 bị đơn bị cáo buộc cố ý lơ là trách nhiệm khi giám sát việc xây dựng khách sạn Istiyat. Có 5 bị đơn, trong đó có chủ khách sạn, đã bị bắt và bị buộc các tội danh có thể chịu hình phạt lên tới 20 năm tù giam cho mỗi người. Khách sạn Istiyat bị sập, đã khiến tổng cộng hàng chục người thiệt mạng. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là thảm kịch mà thiệt hại có thể giảm nhẹ nếu chấp hành nghiêm các tiêu chuẩn an toàn. Cáo trạng có đoạn nêu rõ tòa nhà này được cải tạo từ nhà ở thành khách sạn vào năm 2001. Bên cạnh đó, khách sạn còn tự ý cơi nới thêm một tầng so với thiết kế ban đầu đã được cấp phép là 9 tầng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng chỉ trích các nhà thầu xây dựng hối lộ các thanh tra địa phương để làm ngơ cho việc sử dụng những vật liệu xây dựng giá rẻ, kém chất lượng và cơi nới bất hợp pháp nhiều tầng so với thiết kế ban đầu. Sau trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter vào đầu năm 2023, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 200 người với các cáo buộc xây dựng kém chất lượng. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đất nước xảy ra hoạt động địa chấn thường xuyên nhất thế giới. Quốc gia này nằm giữa hai mảng kiến tạo lớn. Trận động đất ngày năm ngoái là do đường đứt gãy đông Anatolia gây ra. Đường đứt gãy này từng gây ra một vài trận động đất. Đường đứt gãy đông Anatolia trải dài khoảng 700 km qua đồng nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đường đứt gãy này lan rộng từ nút giao trên đường đứt gãy bắc Anatolia dài 1.500 km và chạy qua phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tới biển Aegean. Đường đứt gãy Bắc Anatolia gây ra phần lớn các trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và thường được so sánh với các đường đứt gãy San Andreas nổi tiếng ở California của Mỹ. Kể từ năm 1990 đến 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu 21 trận động đất có độ lớn từ 7 trở lên. Năm 1999, một trận động đất có cường độ 7,6 đã tàn phá thành phố Imis, khiến hơn 17.000 người chết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá trận động đất ngày 6 tháng 2 vừa qua là trận động đất kinh hoàng nhất tại nước này kể từ năm 1939, khi có tới hơn 32.000 người thiệt mạng và hơn 100.000 người bị thương do trận động đất. Kỳ xuân vận mỗi năm luôn là thời điểm ghi nhận nhiều lượt di chuyển nhất ở đất nước tỷ dân. Nhiều người dân Trung Quốc nóng lòng muốn trở về nhà để đoàn tụ gia đình sau một năm đi làm việc, học tập ở các thành phố xa. Đường phố ách tắc nghiêm trọng trong dịp này khiến một người đàn ông ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã chọn một phương pháp di chuyển mới lạ đó là lái chiếc máy bay nhỏ để đưa cô con gái 7 tuổi về quê ăn Tết. Ngày 30 tháng 1, đoạn video điều khiển máy bay hạng nhẹ hai chỗ ngồi chở theo con gái 7 tuổi cùng hành lý buộc sau cabin để về quê được Quang chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay khi đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì bố con này Quang thoát khỏi được sự khốn khổ của giao thông trong những ngày này. Nhưng một số người thắc mắc về điều kiện để được bay hoặc máy bay sẽ hạ cánh ở đâu nếu điểm đến không có sân bay. Theo đó, Quang làm nghề hướng dẫn bay và đào tạo cấp giấy phép bay nên thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Những năm trước, anh cũng bay về quê bằng phương tiện này. Chuyến bay từ Lục An về quê hương Lệ Tân, tỉnh An Huy mất khoảng 50 phút, tiết kiệm hơn 2 giờ so với lái xe. Thông thường, di chuyển bằng ô tô phải mất khoảng 3 giờ. Ngoài ra, gần nhà cũng có một khu vực mà anh Hoàng có thể hạ cánh tại đó. Anh Hoàng cho biết, trước chuyến bay, tôi cần báo cáo thời gian cất cánh cho cục hàng không dân dụng Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác xác nhận rằng đường bay thông thoáng và sau đó tôi có thể cất cánh. Vì Lục An đến Lệ Tân là tuyến đường cố định nên chỉ cần báo cáo trước vài giờ là được. Sau khi phương tiện di chuyển về quê của cha con anh Quang được nhiều người biết đến, một số người đã bày tỏ lo ngại về an toàn khi lái máy bay nhỏ cùng trẻ em. Tuy nhiên, Quang cho biết anh đã bay cùng con gái từ khi cô bé còn học mẫu giáo. Chuyến bay đặc biệt này khá xôn sẻ thậm chí con gái anh còn chợp mắt trong suốt hành trình. Anh Quang nói thêm, về mặt luật pháp và quy định, độ tuổi tối thiểu để lấy bằng phi công là 17, nhưng không có giới hạn độ tuổi để trải nghiệm bay. Vì vậy, trẻ em có thể ngồi máy bay nhỏ miễn là tình trạng thể chất cho phép. Nhiều người khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ước mơ thời thơ ấu của tôi là được lái trực thăng về quê. Một tài khoản khác bình luận. Bay về nhà bằng máy bay giúp bạn sẽ không bị tắc đường. Khoảng 40 ngày quanh kỳ nghỉ Tết nguyên đán hàng năm, người dân Trung Quốc đi làm ăn xa đổi về quê nhà để đón năm mới cùng gia đình, xuân vận. Giờ Papa đưa tin, trên ứng dụng Baidu Maps, bản đồ chỉ đường trực tuyến của Trung Quốc, các tuyến đường cao tốc quanh thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc hiển thị màu đỏ dày đặc, báo hiệu giao thông khu vực đang ùn tắc nghiêm trọng. Tại sân bay ở Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc, nhiều lần tạm thời đóng cửa đường băng vì băng giá. Một số chuyến bay và tàu hỏa bị hủy khiến hành khách mắc kẹt trong nhiều giờ. Bên cạnh đó, người dân đang đổ về các ga tàu, bến xe, sân bay trên khắp Trung Quốc để về quê đón Tết, bắt đầu giai đoạn cao điểm của xuân vận. Năm nay được cho là sẽ đánh dấu sự trở lại mức độ bình thường của hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Con số chuyến đi ước tính năm nay gần gấp đôi so với 4,7 tỷ chuyến đi được thực hiện trong đợt cao điểm xuân vận năm 2023. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 80% trong số 9 tỷ chuyến đi năm nay sẽ là những chuyến đi bằng đường bộ tự lái, cũng là một kỷ lục, và số còn lại là bằng đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc khẳng định đã lên kế hoạch bổ sung 2.500 chuyến bay quốc tế trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giới chức giao thông vận tải dự kiến có 480 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong thời gian 40 ngày, tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với năm 2019 trước đại dịch. Tuy nhiên, thời tiết xấu bắt đầu từ tuần trước và được dự báo kéo dài thêm vài ngày nữa đang cản trở hoạt động này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo trong những ngày gần đây về bão tuyết và băng giá ở một số tỉnh, thành phố ở miền Trung và miền Đông nước này, bao gồm Trùng Khánh, Quỳ Châu, Hồ Bắc và An Huy giới chức trách cơ quan giao thông vận tải đã triển khai hàng nghìn nhân viên để xúc tuyết và làm tan băng trên các tuyến đường sắt và đường bộ. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ để các ô tô mắc kẹt do đường đông băng. Nhà điều hành đường sắt quốc gia, tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc nơi xử lý trung bình hơn 11 triệu hành trình hàng ngày trong tuần sau khi đợt cao điểm hàng năm bắt đầu vào cuối tháng 1, cho biết đã ngừng hoạt động đường sắt hoặc hạn chế tốc độ ở Thượng Hải và một phần các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Đông. Theo cơ quan này, họ cũng đang kiểm tra các tuyến đường, cầu, đường hầm và cơ sở hạ tầng quan trọng khác gần 100 trạm thu phí đường cao tốc ở An Huy đã ngăn ô tô đi vào vì tuyết dày và đường đóng băng. Alan Lickman được biết đến là một nhà dự đoán bầu cử khi ông đã dự đoán chính xác gần như mọi cuộc đua vào ghế Tổng thống kể từ năm 1984. Người đàn ông này đã phát triển một công thức dùng để đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, và trong nhiều trường hợp, nó được chứng minh là chính xác. Chìa khóa Nhà Trắng của Lickman bao gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai, mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu rõ ràng về việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Mỗi câu hỏi được hỏi về hai người được đề cử đấu tay đôi. Nếu đúng, họ sẽ được cấp một chìa khóa, và nếu sai, đối thủ của họ sẽ nhận được điểm. Sử gia Lickman tiết lộ với Market Watch rằng, cho đến nay, ông Biden nắm giữ 5 chìa khóa, trong khi ông Trump có thể nắm giữ khoảng 3 chiếc. Như vậy, vẫn còn 5 chìa khóa để nắm bắt và đủ chỗ để cựu Tổng thống Trump đảm bảo vị trí dẫn đầu trước tháng 11. Hiện tại, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo Đại học Mỹ, nơi ông Likman đang giảng dạy, các chìa khóa được liệt kê gồm nhiệm vụ của Đảng, việc tranh cử, người đương nhiệm, bên thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bề bối, thất bại đối ngoại quân sự, thành công đối ngoại quân sự, sức thu hút đương nhiệm và sức thu hút của đối thủ. Việc ông Biden đương nhiệm khiến ông có điểm tự động, đó là điểm số 3 trong khi ứng cử viên Robert Kennedy đáp ứng các yêu cầu đề xuất hiện trong lá phiếu bầu cử tổng thống ở Utah, thì ông Biden vẫn được trao một chìa khóa khác vì dường như không có bất kỳ thách thức sơ bộ độc lập hoặc bên thứ ba quan trọng nào. Đảng Dân Chủ cũng được trao chìa khóa để có tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước, cũng như thực hiện các thay đổi chính sách trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tuy nhiên, tỷ phú Trump đã giành được chìa khóa số 1, được trao cho bất kỳ đảng chính trị nào nắm giữ đa số tại Hạ viện, quyền này sẽ thuộc về Đảng Cộng hòa. Ông Biden được cho là thiếu sức hút nên nhà dự đoán Lickman đã trao cho ông Trump chìa khóa thứ 12 và có thể là một điểm khác nếu ông Biden không đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Trước đây, sử gia Lickman đã từng dự đoán chính xác ông Trump sẽ thắng cử năm 2016 và sau đó Biden sẽ thắng Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn từng gửi lời chúc mừng trước một bản sao bài báo của Washington Post về dự đoán của sử gia Anh Alan Lickman. Về cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, giáo sư Lickman đã đưa ra lựa chọn của mình giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên dân chủ Joe Biden. Ông cho biết, khi ấy ông có dự đoán khác với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Giáo sư Alan Lickman chỉ ra, có bảy yếu tố không thuận cho ông Trump theo hệ thống dự báo của mình. Giáo sư khi đó Alan Lickman nói, Do đó, dự đoán của tôi là ông Donald Trump sẽ là tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ George H. W. Bush năm 1992 thất bại trong việc tái đắc cử và ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Hiện tại, cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra sôi nổi. Cựu tổng thống Donald Trump được cho là ứng cử viên giành ưu thế khi đã lần lượt giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Nikki Haley ở bang New Hampshire và đánh bại bà ở Iowa trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông trở thành ứng viên cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng liên tiếp ở hai bang bầu cử sơ bộ sớm, dù không phải tổng thống đương nhiệm. Những thắng lợi dễ dàng này khiến đường đến hội nghị toàn quốc của đảng cộng hòa dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Wisconsin đang rộng mở với cựu tổng thống 77 tuổi bà Haley, đối thủ đáng gờm duy nhất còn lại đang đứng trước áp lực ngày càng lớn về việc rời đường đua giúp ông Trump trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng cộng hòa trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel gần đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì con trai ông đăng bài trên mạng xã hội ám chỉ Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc bệnh Alzheimer. Cụ thể, hôm ngày 5 tháng 2, Suvaen Bin Gori, 18 tuổi, là con trai của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Istama Benkovi đã đăng trên mạng xã hội x rằng điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về alzheimer bệnh thoái hoa não là nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy giảm nhận thức và chứng mất trí ở người lớn tuổi kèm theo đó là hình ảnh của tổng thống biden ngày 6 tháng 2, bộ trưởng Benkovi đã lên tiếng xin lỗi vì hành động của con trai ông gọi đây là một sai lầm nghiêm trọng và khẳng định ông kịch liệt phản đối bài đăng ông Benkovi viết Mỹ là người bạn tuyệt vời của chúng tôi. Tổng thống Biden là người bạn của Israel. Dù không đồng ý với cách quản lý của ngài tổng thống, tôi không chấp nhận hành vi xúc phạm như vậy. Tôi xin lỗi vì bài đăng của con trai tôi. Sau tuyên bố của ông Ben-Gvir, con trai ông cũng đã xóa bài đăng cũ và gửi thông điệp xin lỗi tới tổng thống Biden. Ben-Gvir đã đăng ảnh ông Biden lên mạng xã hội kèm dòng: Xin lỗi ngài tổng thống. Những ngày qua, Bộ trưởng Ben đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Biden sau khi Mỹ trừng phạt 4 người Israel sau khi bạo lực nhằm vào dân thường Palestine ở bờ Tây Leo Thang. Hồi tháng 12 năm 2023, ông Ben đã bày tỏ giận dữ vì Mỹ nhận định lời kêu gọi của ông về chuyển người Palestine ra khỏi giải Gaza là hành vi gây kích động và vô trách nhiệm. Ông Ben nói, chúng tôi đánh giá cao Mỹ, nhưng Israel không phải là ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ. Chiến dịch trả đũa Hamas tại giải Gaza của Israel đã bước sang tháng thứ tư. Theo cơ quan y tế giải Gaza, hơn 27.000 người tại đây đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã hạ khoảng 1.000 tay súng xâm nhập hồi đầu tháng 10 năm 2023 và 10.000 thành viên các nhóm vũ trang tại giải Gaza. Trong chiến dịch nhằm vào Hamas, Mỹ đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel, song cũng gây sức ép để nước này cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn tới giải Gaza. Mỹ cũng có thể đang dùng hỗ trợ vũ khí làm đòn bẩy để tạo áp lực buộc Israel cắt giảm cường độ chiến dịch trong khu vực. Trong ngày 6 tháng 2, Tổng thống Abdel Fattah NCC và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, cũng như việc viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở giải đất về địa trung hải này và thúc đẩy kế hoạch trao đổi người bị giam giữ giữa Israel và phong trào Hamas. Người phát ngôn phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy cho biết, trong cuộc gặp có sự tham gia của Ngoại trưởng Ai Cập Samet Sukri và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamen, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực. Ngày 6 tháng 2, các hãng truyền thông Mỹ dự báo cựu thống đốc bang South Carolina, bà Nikki Haley, sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ không mang tính rằng buộc của Đảng Cộng Hòa, tổ chức cùng ngày dưới hình thức bầu phiếu kín tại bang Nevada. Theo hãng thông tấn AP, với gần 70% số phiếu được kiểm, có 31,7 cử tri Cộng hòa ủng hộ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, trong khi có tới 61,8% bày tỏ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào trong số 7 người có tên trên lá phiếu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ngày 6 tháng 2 do chính quyền bang Nevada điều hành. Và ông cũng không có tên trên lá phiếu, mà ông chỉ tham gia các cuộc họp kín tại Nevada do Đảng Cộng hòa điều hành vào ngày 8 tháng 2 bà Haley sẽ không tham gia tranh cử trong các cuộc họp kín vì theo quy định của Đảng Cộng Hòa tại bang Nevada, các ứng viên không thể tham gia cả hai cuộc đua bỏ phiếu kín và họp kín. Nhưng những cử tri đủ điều kiện vẫn có thể bỏ phiếu ở cả hai sự kiện này. Với việc chỉ mình ông Trump có tên trên lá phiếu, dự kiến ông sẽ dễ dàng chiến thắng vào ngày 8 tháng 2 và giành chọn số đại biểu của bang này. Về phía đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden được dự báo dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày tại Nevada trước ứng cử viên Marianne Williamson và 11 nhân vật thách thức ít được biết đến hơn. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Dean Philip của bang Minnesota đã bỏ lỡ thời hạn nộp đơn và tên của ông không xuất hiện trên lá phiếu. Để giành quyền đề cử của Đảng Dân Chủ, ứng cử viên phải giành ít nhất sự ủng hộ của 1.968 đại biểu và hiện ông Biden đang tạm dẫn đầu với 88 đại biểu, trong khi các đối thủ còn lại chưa ai giành được sự ủng hộ của đại biểu nào. Mặc dù kết quả bầu cử ngày 6 tháng 2 ở Nevada ít ảnh hưởng đến các cuộc tranh cử, nhưng đây sẽ là một chiến trường tranh chấp gay gắt vì người dân ở bang này có thể thay đổi sự ủng hộ của họ và đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại New Hampshire vào tối ngày 23 tháng 1, ông Trump đã mỉa mai bà Haley và đề cập việc bà sẽ không được trao bất kỳ đại biểu nào của bang Nevada. Để đi dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa, ông Trump cho biết, Tôi có nghe Nikki nói tiếp là theo Nam Carolina, nhưng bà ấy quên rằng còn có Nevada, và tôi xin thông báo chúng tôi vừa thắng Nevada 100%. Ông Trump tự tin giành chiến thắng tuyệt đối ở Nevada, ngay cả trước khi vòng sơ bộ diễn ra bởi quy định bỏ phiếu khác thường của bang này. Các bang khác của Mỹ thường lựa chọn giữa họp kín và bỏ phiếu sơ bộ để chọn ứng viên cho Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng Nevada lại tổ chức cả hai hình thức học kín có quy trình khác và phức tạp hơn bỏ phiếu cuộc bỏ phiếu sơ bộ sẽ do giới chức bang đảm nhận tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp hoặc qua thư trong khi học kín do cơ quan điều hành của từng đảng tổ chức họp kín yêu cầu cử tri phải giữ trực tiếp công khai lựa chọn của họ nghe người đại diện cho ứng viên phát biểu rồi bỏ phiếu kết quả tại mỗi địa điểm bỏ phiếu sẽ gửi đến ủy ban đảng và được công bố sau khi hoàn tất quá trình kiểm đếm trong hàng chục năm qua, cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Nevada đều bầu sơ bộ bằng hình thức họp kín trong năm bầu cử. Tuy nhiên, cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ hồi năm 2020 đã xuất hiện sai sót trong quá trình gửi kết quả khiến hai ứng viên đảng này khi đó là PT Buttigieg và Bernie Sanders phải yêu cầu kiểm phiếu lại. Sự cố này thúc đẩy nghị viện Nevada với phe dân chủ chiếm đa số năm 2021 thông qua đạo luật bỏ hình thức họp kín chuyển sang bỏ phiếu sơ bộ. Tuy nhiên, Cơ quan điều hành Đảng Cộng Hòa ở Nevada NRP phản đối thay đổi này bởi họ cho rằng bỏ phiếu qua thư không đảm bảo. Thống đốc Nevada John Lombardo, thành viên Đảng Cộng Hòa, đề xuất siết chặt luật liên quan danh tính cử tri và áp một số hạn chế với bỏ phiếu qua thư nhưng bị nghị viện bang bác bỏ. Ngày 6 tháng 2, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, NTSB công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay Boeing 737 Mach 9 của hãng Alaska Airlines bị bung cửa phụ trên không xảy ra vào hôm 5 tháng 1. NTSB thu thập được các tài liệu dưới dạng văn bản và những hình ảnh cho thấy, các nhân viên Boeing đã lấy đi 4 chiếc bu lông khỏi các vị trí trên cửa phụ trước máy bay thuộc dòng Boeing 737 Mach 9 trong quá trình kiểm tra tại nhà máy Renton thuộc bang Washington. Trước thời điểm chuyển sang máy bay cho Alaska Airlines vào tháng 10 năm 2023, việc kiểm tra được thực hiện nhằm thay thế 5 đinh tán bị đi hư trong khoang máy bay. Những hình ảnh khác được chụp sau khi số đinh tán được thay thế cho thấy ít nhất 3 bu lông không được lắp lại vị trí ban đầu. Hãng hàng không United Airlines hiện đang vận hành nhiều máy bay thuộc dòng 737 MAX 9 nhất với 79 chiếc và hãng đã phát hiện các bu lông cần được vặn chặt hơn trong quá trình kiểm tra. Boeing chế tạo dòng 737 MAX 9 để cung cấp cho nhiều hãng hàng không với chính sách khai thác riêng, do đó có nhiều cách bố trí chỗ ngồi. Vài hãng bố trí tới 220 ghế để tận dụng tối đa sức trở của dòng máy bay này. Một số hãng khác khai thác đường bay với lượng hành khách ít hơn. Máy bay chở lượng khách càng lớn, số cửa thoát hiểm của phương tiện càng nhiều nhằm đảm bảo tiêu chuẩn sơ tán toàn bộ người trên khoang trong 90 giây khi gặp trường hợp khẩn cấp. Để đáp ứng tiêu chuẩn trên ngoài 4 cửa chính, Boeing bố trí 4 cửa thoát hiểm trên hai bên cánh và hai cửa khác nằm giữa cánh và đuôi biến thể 737 MAX 9 chở tối đa hành khách. Chiếc máy bay gặp sự cố của hãng hàng không Alaska Airlines chỉ chở tối đa 189 hành khách, do đó cần 6 cửa thoát hiểm. Boeing dùng hai tấm chuyên dụng để bịt hai cửa thoát hiểm thừa tấm bịt cửa trên máy bay 737 MAX 9 sản xuất bởi hãng Spirit Aerosystems của Boeing. Công ty này từng bị chỉ trích về lỗi nghiêm trọng trong kiểm soát chất lượng. Trước đó hôm mùng 5 tháng 1, tấm chê cửa vụ đã bị thổi bung khỏi khoang máy bay trong lúc chuyến bay của Alaska Airlines cất cánh khỏi phi trường Portland, bang Oregon đến Ontario, bang California. May mắn chỉ có vài người bị thương nhẹ trong vụ việc. Cuộc thanh tra độc lập của Alaska Airlines sau sự cố này cũng phát hiện nhiều máy bay bị lỏng ốc trong số 70 chiếc Boeing 737 MAX 9 của hãng. Một công ty xây dựng có trụ sở tại Seoul là Bujang Group vừa qua cho biết sẵn sàng trả cho nhân viên 100 triệu won tương đương 75.000 đô la Mỹ khi họ sinh con. Công ty này cũng sẽ trả tổng cộng 7 tỷ won, tương đương 5,25 triệu đô la Mỹ hay 130 tỷ Việt Nam đồng tiền mặt cho 70 nhân viên đã có con kể từ năm 2021. Người phát ngôn của công ty nói với CNN rằng lợi ích này dành cho cả nam và nữ. Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra chính sách hỗ trợ cung cấp các khoản trợ cấp của chính phủ, tổng cộng 29,6 triệu won, tương đương khoảng 22.223 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em được sinh ra trong năm 2024. Chính phủ cũng hỗ trợ 100.000 quân trong một tháng trong 8 năm. Kể từ khi em bé chào đời, tổng số tiền lên tới 9,6 triệu quân. Khoản hỗ trợ tiền mặt được gọi là phiếu quả gặp mặt lần đầu sẽ cung cấp tổng số tiền 2 triệu quân cho cha mẹ khi em bé chào đời. Người sinh con thứ hai nhận được 3 triệu quân, tăng 1 triệu quân so với năm ngoái. Phiếu quà tặng có thể được sử dụng cho các trung tâm chăm sóc sau sinh, chi phí y tế, thực phẩm và các sản phẩm dành cho trẻ em. Ngoài ra, hỗ trợ lương cho cha mẹ đã được tăng lên 12 triệu won cho năm đầu tiên sinh con và 6 triệu won cho năm thứ hai. Sau đó 1,2 triệu won sẽ được cấp hàng năm cho tất cả trẻ em, dưới dạng trợ cấp cho đến khi trẻ đủ 7 tuổi. Theo dự báo từ cơ quan thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc là 0,78 vào năm 2022. Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm xuống 0,65 vào năm 2025. Dữ liệu cảnh báo của bom hẹn giờ về nhân khẩu học mà Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á khác đang phải đối mặt khi tỷ lệ già hóa tăng tốc sau quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Nhiều quốc gia châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình trạng dân số già đi nhanh chóng, nhưng tốc độ và tác động của sự thay đổi đó được giảm nhẹ do tình trạng nhập cư. Tuy nhiên, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã hạn chế tình trạng nhập cư ồ ạt để giải quyết tình trạng sinh giảm dân số trong độ tuổi nào động. Chủ tịch Bujang, Lee Ju-keun cho biết, công ty đang thực hiện hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nhân viên để giảm bớt gánh nặng tài chính khi nuôi con. Tại một sự kiện công ty hôm mùng 5 tháng 2, ông cho biết những nhân viên có ba con sẽ được lựa chọn giữa việc nhận 300 triệu won, tương đương 225.000 đô la Mỹ hay 5,6 tỷ Việt Nam đồng, tiền mặt hoặc tiền thuê nhà. Theo trang web của công ty, Bù Group được thành lập vào năm 1983 và kể từ đó đã xây dựng hơn 270.000 ngôi nhà. Chính phủ Hàn Quốc và các công ty tư nhân khác cũng đưa ra các ưu đại tài chính để khuyến khích người dân sinh thêm con, nhưng không có công ty nào tặng thưởng ngang bằng Bù Chương trình phát triển hạt nhân của Iran gần đây đã khiến nhiều nước phương Tây lo ngại rằng sẽ nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran cho biết họ không có ý định như vậy và chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự. Tuy nhiên, điều này không thể chấn an được Mỹ. Nước này dường như đang cảm thấy đặc biệt lo ngại trước khả năng làm giàu uranium trên diện rộng của Iran. Theo quan điểm trước đó của cựu Tổng thống Donald Trump, luận điểm về việc Iran sắp có được vũ khí hạt nhân được Viện Khoa học và An ninh Quốc tế Hoa Kỳ INSI chấp nhận và tiếp thu. Các chuyên gia của tổ chức này cho biết, mức độ làm giàu uranium và lượng uranium ở Tehran đã đạt đến mức mà quả bom hạt nhân đầu tiên có thể xuất hiện trong tuần tới. Họ nhấn mạnh rằng, theo ông Trump, Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng vài tháng. Thông điệp từ INSI cho biết, trong vòng một tháng, người Iran có đủ khả năng sản xuất 6 quả bom nguyên tử và con số này sẽ tăng mạnh trong vòng 6 tháng, cũng như thêm 12 tháng nữa. Tiềm năng hạt nhân của Iran chưa bao giờ đáng kể đến thế. Trước đó, ông Donald Trump cáo buộc tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã cho phép Iran đạt được tốc độ làm giàu uranium cao mà không thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó nào. Tuy nhiên, điều đáng nói là chính ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận đa phương với Tehran trên cơ sở văn bản này, chính quyền Iran từng cam kết từ bỏ việc làm giàu thêm nhiên liệu hạt nhân. Iran sau đó tuyên bố rằng việc đàm phán bất cứ điều gì với Washington là vô nghĩa và quay trở lại phát triển hạt nhân, nước này đẩy mạnh hoạt động làm giàu uranium trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng thân Iran ở Trung Đông chính là do Tehran thực sự có thể sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình trong tương lai gần. Trong trường hợp đó, theo các chuyên gia, đối với Israel, nếu nói một cách nhẹ nhàng thì đó sẽ là một sự kiện cực kỳ đáng lo ngại và tất nhiên đối với Hoa Kỳ cũng vậy. Trong khi đó, ngày 5 tháng 2, hãng thông tấn chính thức MED đưa tin rằng Iran đã bắt đầu xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu công suất 10 MW tại một cơ sở hạt nhân ở tỉnh Ifahan, miền trung nước này. Trong lễ khởi công, Chủ tịch Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Elami tuyên bố rằng quá trình xây dựng lò phản ứng thứ tư tại cơ sở này đã chính thức bắt đầu. Ông cho biết dự án đã trải qua quá trình nghiên cứu khả thi và đã được lập kế hoạch từ giai đoạn đầu. Chủ tịch AEOI cũng thông báo rằng việc biến một phần của cơ sở Ifahan thành trung tâm giáo dục và nghiên cứu quốc tế là một dự án khác tại cơ sở hạt nhân này. Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ leo thang, khi Washington cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công vào lính Mỹ tại khu vực Trung Đông. Ngày 5 tháng 2, trong bài phát biểu ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhầm lẫn Tổng thống Emmanuel Macron với cố lãnh đạo Pháp Francois Mitterrand, người qua đời vào năm 1996, khi nhắc đến cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh vào tháng 6 năm 2021. Ông Biden phát biểu, Ngay sau khi đắc cử, tôi đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền nam nước Anh. Tôi ngồi xuống và nói nước Mỹ đã trở lại. Tổng thống Đức Mitterrand, ý tôi là Pháp, nhìn tôi và nói các ông sẽ trở lại trong bao lâu. Mitterrand là Tổng thống Pháp từ năm 1981 đến năm 1995 và ông qua đời vào năm 1996. Nhà Trắng sau đó đã chỉnh sửa nội dung bài phát biểu trên trang web, thay thế phần tên Mitterrand bằng Macron. Ông Macron đã đắc cử vào năm 2017 ở tuổi 39, trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất của Pháp kể từ thời Napoleon. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev đã chế giễu sự cố nhầm lẫn của Tổng thống Mỹ. Ông viết, thế giới đang gặp nguy hiểm khi người nằm giữ các mã hạt nhân nói chuyện với Tổng thống Pháp qua cố Mitterrand. Trước đó, chưa đầy một ngày, ông dường như bị đứng hình khi trả lời phóng viên về thỏa thuận con tin tiềm năng giữa Israel và Hamas. Ông nói chậm rãi và có vẻ gặp khó khăn khi diễn đạt. Trong lễ tạ ơn tháng 11 năm ngoái, ông Biden nhầm lẫn giữa hai nữ ca sĩ Taylor Swift và Britney Spears khi ân xá cho cả Tây. Trong một sự cố khác vào tháng 6 năm 2023, ông bị chế giễu trên mạng xã hội sau khi phát ngôn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thua cuộc chiến ở Iraq. Hồi tháng 7 năm 2023, ông tuyên bố rằng hơn 100 người Mỹ đã qua đời vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó đã chỉnh sửa con số này thành hơn 1 triệu ông Biden thường xuyên bị các đối thủ, đặc biệt là cựu Tổng thống Mỹ Trump, công kích về sự minh mẫn của mình. Ông Trump cho rằng ông Biden này đã 81 tuổi, không đủ sức khỏe để lãnh đạo nước Mỹ. Sự cố nhầm tên nổi tiếng nhất của Biden xảy ra vào tháng 9 năm 2022, khi ông gọi tên nữ nghị sĩ Jackie Gulowski đã qua đời. Khi kết thúc hội nghị về đói, dinh dưỡng và sức khỏe được tổ chức bởi Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, ông Biden muốn dành lời cảm ơn tới bà Gulowski, người đã đưa ra ý tưởng cho hội nghị. Ông Biden nói, Jackie Gulowski bà có ở đây không? Jackie ở đâu? Phát biểu của ông Biden khiến nhiều người trong hội nghị bất ngờ vì bà Gulowski, nghị sĩ bang Indiana đã qua đời vào tháng 8 năm 2022 trong một vụ tai nạn xe hơi. Trước đó vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, ông Biden đã gửi thông điệp chia buồn về sự ra đi của bà Gulowski. Là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Biden 81 tuổi, nếu đắc cử lại năm nay sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ cho đến khi ông 85 tuổi. Mặc dù nhiều cử tri Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông, Nhà Trắng khẳng định ông đủ khỏe mạnh và có khả năng đảm nhiệm cương vị. Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Biden nêu ra những lợi thế của tuổi cao khi tranh cử. Ông cho biết, tôi tích lũy được rất nhiều điều hay và hiểu sự đời hơn đại đa số mọi người. Tôi có nhiều kinh nghiệm tranh cử hơn bất cứ ai. Tôi nghĩ mình đã chứng tỏ bản thân là người đáng kính trọng và làm việc hiệu quả. Các cố vấn của ông Biden dự định sử dụng lập luận này trong suốt chiến dịch tranh cử. Họ nhấn mạnh rằng phe Cộng hòa chỉ tái chế lời công kích mà ông Trump, 77 tuổi, từng đưa ra trong cuộc đua Tổng thống năm 2020. Họ khẳng định kinh nghiệm hàng chục năm trong chính trường đã giúp ông Biden giành được những chiến thắng về mặt lập pháp mà những người tiền nhiệm trẻ tuổi hơn như Bill Clinton và Barack Obama không đạt được. Tranh cử Tổng thống là một quá trình khắc nghiệt, ngay cả đối với những ứng viên nhanh nhẹn, năng động nhất. Năm 2020, đại dịch COVID-19 vô tình giúp ích cho ông Biden vì các sự kiện trực tiếp bị hạn chế, ông không cần phải di chuyển liên tục đến nhiều thành phố để gặp gỡ cử tri. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, vị trí tổng thống đương nhiệm giúp giảm bớt gánh nặng cho ông. Ông Biden luôn có máy bay, trực thăng, đoàn xe đưa đón và đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ toàn thời gian. Sức khỏe của ông cũng được chăm sóc chú đáo nhất có thể. Một cố vấn của ông cho biết, kết quả kiểm tra hàng năm cho thấy tổng thống Mỹ không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Song bác sĩ riêng Kevin O'Connor luôn quan sát ông như một con diều hâu, dù ông muốn hay không. Sau những cáo buộc vi phạm pháp luật trong vụ sát nhập hai chi nhánh của Samsung vào năm 2015, việc tòa tuyên ông Lee Chi Jung vô tội đã gây ra nhiều tranh cãi. Ông chủ tỷ phú của Samsung Electronics, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, Lee Chi Jung, vừa được tòa án Seoul tuyên bố vô tội vào hôm ngày 5 tháng 2 sau khi bị cáo buộc thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán trong vụ sát nhập gây tranh cãi của Chain Industry, và Samsung CNT Corp vào năm 2015. Việc được tuyên trạng án là một niềm an ủi đối với ông Lee, người đã đối mặt với các vấn đề pháp lý trong nhiều năm qua. Năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu một mức án lên tới 5 năm tù đối với ông Lee và các giám đốc điều hành khác cáo buộc họ thổi phồng giá cổ phiếu của công ty dệt may Chin Industry và phá giá của công ty xây dựng kỹ thuật Samsung CNT trước thương vụ sát nhập. Họ tin rằng việc sắp nhập hai công ty này sẽ tạo điều kiện cho ông Lee nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Samsung Electronics. Luật sư của ông Lee đã phủ nhận những cáo buộc này và cho biết việc sắp nhập sẽ giúp cho quản lý trở nên dễ dàng hơn. Tránh tòa án trung tâm quận Seoul Park Jun-ji đã tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng cho thấy Samsung có ý định gây thiệt hại cho Samsung CNT và các cổ đông của công ty thông qua việc sắp nhập. Ông Park cho biết, ngay cả khi quyền kiểm soát của ông Lee được gia tăng, Việc sát nhập trong trường hợp này không thể bị xem là không công bằng miễn là có mục đích hợp lý. Các chuyên gia đã bất ngờ trước phán quyết này và chưa rõ liệu các công tố viên sẽ kháng cáo hay không. Giáo sư Kinh tế Đại học Quốc gia Seoul Park Jang-in chia sẻ với CNN, đó là một phán quyết hoàn toàn gây sốc và sẽ làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với hệ thống pháp luật cũng như tính lành mạnh của thị trường vốn Hàn Quốc. Ngoài các cáo buộc trên, ông Lee cũng từng bị kết án hối lộ và tội tham nhũng vào năm 2017 với án phạt 5 năm tù. Tuy nhiên, ông được tự do sau chưa đầy một năm khi tòa phúc thẩm bác bỏ một số cáo buộc và hủy bỏ án phạt. Tuy nhiên, vị tỷ phú này lại bị bắt và bị giam vào tháng 1 năm 2021 sau khi tòa án tối cao Seoul tuyên án 2 năm rưỡi liên quan đến tội tham ô và hối lộ mà không được án treo. Ông được tạm tha vào tháng 8 năm 2021 và được ân xá một năm sau đó. Quyết định tuyên trắng án cho ông Lee được coi là một sự giúp đỡ lớn cho Samsung. Giúp hãng này cảm thấy nhẹ nhõm sau thời gian khó khăn với việc anh số giảm sút, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã gần đây mất vì thế nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào tay apple cùng với việc công bố sụt giảm lợi nhuận quý thứ tư liên tiếp trong phiên tòa xét xử vào năm ngoái, ông Lee đã lên tiếng xin lỗi về những sắc rối pháp lý mà Samsung và các cổ đông của hãng phải đối mặt do các cuộc chiến pháp lý. Ông tuyên bố trước các cổ đông, thế giới đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị và đất nước chúng ta đang bị phướng vào chúng. Sự đổi mới công nghệ trên thế giới đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn con người có thể tưởng tượng. Do đó, tôi tin rằng chúng ta cần phải ứng phó trước một tương lai khó lường và việc sát nhập hai công ty sẽ thúc đẩy, đang thúc đẩy điều đó. Ông nhấn mạnh. Trong tương lai, tôi muốn giúp Samsung thực sự nắm giữ vị trí số 1 và tập trung toàn bộ khả năng của mình để giúp tập đoàn tiến về phía trước.